Tin vui cho các bạn đang có nhu cầu nạp Robux. Một đợt nhập hàng cực lớn với 1 triệu Robux đã về kho. Các bạn hãy ghé ngay tới trùmrobux.com. Hiện giờ shop đang bán với giá là 10.055 Robux. Thật nhanh tay ghé mua nha mọi người. Rồi đến hẹn lại lên, hôm nay là ngày tổ chức giải đấu mà 2.000 Robux của chúng ta rồi. Hiện giờ ở đây là mình đã tập hợp đủ 11 bạn và mình là người thứ 12, coi như là một người tham gia để mà tường thuật trực tiếp lại cho các bạn thôi. Khi mà vào á, nhớ là cái round đầu tiên là phải loại anh ra nha. Anh không tham gia vào giải đấu này và các em hãy cố gắng để mà mình có kết quả tốt nhất. Check mạng, check mic, lại ngồi gần wifi, làm đủ cái kiểu để mà có được những cái... Ủa sao 11 bạn, bạn thứ 12 đâu rồi? 12 đâu? Vô, rồi đủ 12 chưa? Rồi ok, let's go. Wow, ở đây Spectator 22 là sao ta? Có một bạn thắng 10 lần rồi, đây có thể là một hạt giống trong cái cuộc thi đấu của chúng ta ngày hôm nay. S-Bomb chơi gì tới thắng 10 lần lận gì em? Nghi quá. Hôm nay là chơi là fair play, chơi là thắng bằng thực lực, và chúng ta sẽ có một cái cuộc đấu gọi là minh bạch nhất có thể. Nếu mà trong quá trình anh và các bạn nếu mà phát hiện là bạn nào chơi có phần mềm thứ ba hỗ trợ thì chắc chắn là kết quả nó bị loại ngay và chúng ta phải thực hiện cái cuộc thi này lại từ đầu. Bình tĩnh mấy đứa, đừng run quá mấy đứa, run quá tí nhảy ốc bi là chết luôn mấy đứa ơi, bình tĩnh. 500 pin có thể là em loại khỏi ghế hạt giống ngày hôm nay rồi đấy. Cẩn thận, cố gắng nha. Nếu thật sự nha, nếu mà có hack là ngưng cuộc đấu ngay lập tức và chúng ta phải tiến hành lại từ đầu. Rồi tiến hành ơi. Nếu mà tí như trong những cái vòng đấu á, hãy chọn ra là ai là người bạn thấy gọi là nguy hiểm nhất và phải loại người đó ngay lập tức nha. Một cuộc thi không ngoài những cái chuyện mà kỹ năng ra thì còn phải còn tính toán chiến lược mưu lược nữa đó. Rồi ok, đây là vòng đấu đầu tiên, cố gắng sống nha. Còn anh thì sẽ làm sao đó để anh out ra đây. Bây giờ đi đâu đây, đụng vô là té đúng không? Rồi ok, để anh té đầu tiên là được. Cái này dễ. Ủa sao thành mập vậy ta? Thằng nào đặt cho túi tên gì vậy? Được nha, được em té đầu tiên nha, em té đầu tiên là quay lại nha em. Chúng ta tổ chức lại từ đầu đó, anh cần là một người bị loại đầu tiên cơ. Rồi ok, xuống luôn mấy đứa. À thôi quên. Cái người cuối cùng là người được chọn. Mà chọn ai chụp ai cũng được mà, chọn rốt cuộc là cũng chọn anh thôi, đi xuống đây lẹ lẹ nào. Xuống. Trời. Võ anh đầu tiên. Rồi để anh có thể tập trung, anh spec tay mấy đứa, anh tường thuật trực tiếp để cho các bạn xem thôi. Khó hắc mới nói thiệt nha, chứ không có hắc mà nói bậy bạ tôi phạt nha. Bị nhiên và là tung thông tin sai lệch, bị nhiễu loạn trận đấu, lỡ đâu tôi ao hàng cái lỡ rồi á. Hắc là 3 ngàn. Rồi nomination, chuyển cho anh đi, chuyển ghế cho anh đi, nhanh lên. Bạn Lucy Camado, bạn có 60 giây để chọn ra 4 người để mà đưa ra tử hình. Lên cầu chuẩn bị nhảy. Hãy chọn lựa chọn cho mình. Chọn luôn anh luôn. Ai cũng được, nhưng chọn anh đầu tiên. Ok chưa? vẫn đang chọn những bạn khác. Ok, ngoài tôi ra thì còn Jan, còn Thanh Nhàn với còn S-Bomb. À đâu, không phải Thanh Nhàn mà S-Bomb với lại AC. Bình tĩnh mấy đứa, cái này rau đầu mà, rau đầu là anh chết mà, lo gì, chết chỉ, rau đầu chỉ có loại một người thôi, và người đó là anh, đừng lo. Nhưng dù sao nữa, nếu mà cảm giác vẫn hơi sợ sợ thì mấy đứa vẫn thi đấu hết mình đi. Cái đoạn này thi đấu hết mình để tự cứu bản thân mình nha.
Đây, này là tương lai, viễn cảnh tương lai của mấy đứa, đứa nào bị thua? Không, anh viễn cảnh tương lai của anh, xin lỗi mấy đứa. Để sống, bạn chọn những cái màu theo bảng, đúng không? Để coi coi, phải không? Bằng click những cái ô trên bảng để mà đổi màu nó, người kết thúc cuối cùng sẽ bị loại khỏi game. Rồi làm đi, cứ làm đi, ít nhất là có hoàn thành trước anh. Rồi, let's go. Trên cái bảng đó là có bao nhiêu số là mình click ở dưới này y chang như vậy. Hiện giờ là có thấy IC rất là nhanh tay trong cái chuyện này. Gần xong rồi, đã là nửa bảng rồi, Jan khá là từ tốn, rất tin tưởng vô. Rất tin tưởng vô anh. Làm luôn mấy đứa, làm hoàn thành đi là nó sẽ đỡ tốn thời gian chờ, nếu không chúng ta sẽ chờ khoảng 2 phút đấy. Hiện giờ là còn 1 phút 30 giây. Rồi, IC kết thúc, xong, quá nhanh gọn. Em có luyện trước cái trò này không vậy? Dan có vẻ như là nghĩ rằng sẽ về áp chót, nhưng mà không, về thật rồi, S-bomb vẫn nhanh hơn. Rồi, kết thúc. Vậy là chúng ta xong phần khởi động nhé. Giờ là bắt đầu cuộc chơi đây. Bạn nào bị out ra là bạn đó mất cơ hội nhận giải thưởng 2.000 Robux. Và giải thưởng này hoàn toàn được tài trợ bởi trumrobux.com. Ok, bye bye mấy em. Và nhớ rằng cuộc đua hôm nay, 11 bạn hôm nay, cho dù thắng hay là thua, những người nào 10 bạn không được giải và 1 bạn được giải 2.000 Robux đó thì sẽ không được đăng ký lần kế tiếp để nhường chân cho các bạn khác tham gia. Nên trận đấu này nó mang tính quyết định rất là cao, cố gắng phải cố gắng giành được cái giải thưởng. Dù được hay là không thì mấy em vẫn mất một thời gian để mà có thể tham gia được cái giải đấu kế tiếp đấy. Rồi, ok. Xây một tòa nhà. À, lấy mấy khối block bên đây qua bên kia và xây 5 cái. Ai hoàn thành trước là thắng. Đây là một cuộc đua oppy, mới vô là đã S-bomb đã ngã rồi. Những bạn khác cũng tiếp tục đây. Ai ngã tiếp. Rùng lắm mấy đứa ơi. Núp cố lên núp ơi. Rồi, hòn gạch đầu tiên được đặt lên từ phía núp. Và kế đến là vị trí từ ai đây? Vị trí từ Jack. Tao đặt cái tên khó khói vậy. Im. Jack im được cục thứ hai rồi. Công S-bomb đã hoàn thành trước cái đợt đó. Hiện giờ đang dẫn trước, mặc dù là rất sát so với bạn Jack. Bây giờ chúng ta sẽ qua ngó bên S-bomb. Đã lên được cục thứ ba rồi và vẫn nhảy rất đều. Các bạn khác bắt đầu ngã liên tục và ngã. Bây giờ chỉ còn có hai bạn S-bomb với 4 cục rồi. S-bomb lên được 4 cục. Karen, bên kia là Karen thì phải. Đúng rồi, hình như là Karen. Karen cũng lên được 4 cục. Nhưng mà hơi chậm trên xíu. Bây giờ S-bomb chỉ còn một cái thao tác sai thôi là... Đúng rồi, không. Vẫn diễn ra rất đều đặn. S-bomb thắng rồi. Trong khi Karen cần nửa dòng nữa để chiến thắng. Thắng bại đã rõ. Nửa dòng là một kết thúc rất là xa. Cậu này không phải giờ dễ. Bây giờ các bạn khác cố gắng để hoàn thành cuộc đua này rồi. Ok, xong. Khó lắm chứ không phải dễ. Nếu là tôi trong cái vòng này tôi cũng sẽ chết mà thôi. Không cần phải lựa đâu. Cái cầu này rung. Gặp bạn nào mà bị lắc nữa là thấy không thấy đường nhảy đâu. Vòng đấu loại diễn ra thì hiện giờ là S-bomb. Em có quyền chọn ra 4 bạn để mà loại khỏi. Không, để tham gia vòng sinh tử. Chính xác là tham gia vòng sinh tử. Và quyết định là em chọn ai. Ai em thấy là nguy hiểm cho em thì hãy chọn. Đầu tiên là Jan. Đừng lắc đầu em, núp. Rồi, núp lên luôn em, lắc đầu cũng như không. Đứa nào lắc đầu đứa đó gán chịu nha. Wi-Fi, không có wi-fi gì hết. Trung lên 3 bạn. Người cuối cùng lại xung phong luôn, đắt xung phong luôn. Tự tin quá em. Tại sao vậy? Tại sao lại chọn cái ghế chết cho mình vậy? Hay tự tin là em sẽ loại được người khác?
đẹp trai nên tự tin em chơi tới luôn đúng không? Ok ok. À, thế à? Vòng đấu Water Bắc. Không lại trừ đây là lại là một cái hobby thi đua theo thời gian. Để mà chiến thắng, để mà sống sót, bạn phải hoàn thành được cái hobby Water Bắc này. Chạm được cái điểm xanh ở đầu bên này coi như là bạn thắng. Người đến cuối cùng thì sẽ được trượt trên cái đường ống nước này, cắm đầu thẳng xuống nước và loại khỏi cuộc chơi. Đơn giản là như thế. Rồi spectay. Ôi Giêsu. Bây giờ kêu rồi tao bậy bạ. Lắc rồi, là phải lắc không? Này do đường truyền mạng hay giờ là do kỹ năng đây? Đắc lên trước. Đắc tự tin vào cuộc đua này và Đắc cũng tự tin dẫn đầu. Không, rồi, cái này có thể là do tôi. Đừng phân tâm bởi lời nói của anh em ơi. À, bò qua đây được. Ừ, không được em ơi, không bằng Giang được rồi. Rồi, phải quay lại từ đầu. Chiến lược của Đắc đã sai rồi. Ai đi trước? Hiện giờ là nhân cơ hội đó là Núp đã lên dẫn đầu đoàn đua. Chỉ cần đến chặng thứ hai thì khi chết thì sẽ xì bo ra chỗ khác, nên đâm ra rất là yên tâm, không sao cả. Một mình độc bước đến chặng thứ hai, giờ một mình độc bước luôn. Mấy bạn kia vẫn ở chặng một, ung dung thoải mái vẫn đến rồi. Ok, đầu tiên đến rồi, không sợ. Giang tiếp tục té. Trung tiêu rồi. Chung xác định tư tưởng là tiêu rồi. Đắc về nhì rồi, rõ ràng đắc về nhì rồi. Giang ơi, em cứ tự tin mà đi, Chung thua rồi, Chung bó tay rồi, bỏ cuộc sớm quá em. Không khó, cố lên, đi thi còn dắt theo chó nữa, trời ơi. Chung ơi, sao bỏ cuộc rồi em? Pin cao quá. Rồi. Ráng đi, không có là hình như là hai đứa bị loại không chừng ạ. À. Ít nhất là phải có một người tiến nó đi. Rồi chào luôn, chào cờ luôn, xong luôn. Bình tĩnh mà chơi không có gì hết. Gia đứng im luôn rồi. Không lẽ là round này sẽ mất đi hai người sao? Cuộc chơi lúc đó là kết thúc rất là nhanh đấy mấy đứa à. Gian có sức mạnh của lắc đó anh. Đấy. Lần sau nếu mà bạn nào đăng ký tham gia thì ngoài cái chuyện mà chúng ta nghĩ đến cái giải thưởng thì hãy nhớ đến rằng là chất lượng wifi chúng ta như thế nào để mà chúng ta tham gia một cách nó êm xuôi nha các bạn. Như thế này không ổn đâu. Rồi. Nghi lắm. Đường trượt có 4 cái lận thì chắc chắn là hai em có 2 ghế thì nó không có bị thiếu chỗ đâu, yên tâm đi. Có thể là đứa một cái màu tím, một cái màu đỏ cái bên kia kìa. Xong, disconnect time. Và trò chơi kế tiếp được chọn đó chính là trò chơi ném rổ. Trò chơi này thì mang đậm tính cá nhân, mỗi người sẽ cố gắng chọi thật nhiều banh vào rổ. Tôi nhớ như thế, đúng rồi, y chang như vậy. Mỗi em sẽ có 90 giây. Hãy thật cố gắng và bình tĩnh chọi thật nhiều banh. Bạn nào chọi nhiều nhất thì có thể sẽ có cái lợi thế ở vòng sau. Tiếp tục chọn ra những đối thủ mà mình muốn loại. Rồi IC, tôi đang theo dõi IC và IC có một cái bước tiến đầu tiên đã ném vào rổ rồi. Và game này lần trước tôi chơi rất lắc, game này lần này vẫn y chang như vậy luôn. Chọi nhưng mà chúng ta không biết rằng là trái banh nó có vào rổ được hay không. Và theo dõi những trái banh cũng rất là khó. S-Bomb cũng vừa chọi một trái banh nữa. Rất khó, thực sự rất khó để mà chúng ta tìm hiểu và theo dõi được xem là trái banh nó đã vào rổ được hay chưa. Cái này là chọi theo quán tính rồi, cố lên mấy em. Chọi đại luôn cũng được, chọi kệ nó vô được hay không, kệ nó, chọi nhiều vô. Sau khi chốt cái kết quả thì chúng ta sẽ biết được thắng hay thua. Bây giờ coi như là chơi bằng niềm tin đi, chọi đại đi, đó, như vậy thôi, chỉ cần chọi thôi chứ nó lắc lắm. Game này lần trước nó vậy, lần này y chang, vẫn lắc, sợ thật. Đấy, vẫn rất chăm chỉ, cố gắng như vậy, đừng dễ nản lòng giống như những round trước. Ủa ai đang nhảy rồi, có người nhảy rồi, tại sao vậy em? Sao nhảy vậy, cố gắng chơi, đừng nản, chơi luôn đi. Trời ơi, rồi cổ vũ luôn, cố lên luôn, rồi coi như là số phận em đi về đâu, là gió thổi về đâu em đi về đó luôn, em không quan tâm nữa. Rồi lỡ bị chọn sao em?
Không, mà nếu thực sự mà nói thì cái này mini game có lẽ nó sẽ dễ dàng hơn trong cái trò ném bóng này khó quá. Đừng nản lòng, cố lên. Lỡ mini game chơi obby hay gì thì mình còn kiểm soát được cái vấn đề là mình thắng hay mình thua, mình nhảy được hay là nhảy không được. Còn đây là trò đại. Nó còn không có tỷ số để chúng ta biết được là được mấy trái. Rồi, ok. Bây giờ là chốt kết quả đây. Một kết quả không ngờ tới. Con số 4 hiện lên là của ai? IC 3 trái. S-bomb 4 trái. Mặc dù hồi nãy tôi chọn tôi cũng không biết là ai vô được. Bây giờ 4 trái thuộc về S-bomb. Thì S-bomb em tiếp tục, em có cơ hội thứ hai để mà tìm ra những bạn nào em muốn loại. Thề luôn, rau đấu hồi nãy tôi không biết ai chọn được mấy trái luôn. Chết rồi. Rồi, vòng loại trừ diễn ra, tiếp tục là ai? S-bomb, em có 60 giây chọn tiếp tục 4 bạn, vẫn như những cái round trước. Tự tin nha, cái này lỡ đâu mà tí nữa em lắc giữa đường, em out khỏi trận là lúc đó em xui nha. Chọn đi, thấy ai pro thì thử thách người ta đi, thử thách để coi người ta sống được hay chết. Chứ không tí nữa là đến round cuối là em sẽ gặp mặt với người ta đấy. Rồi, có thù rồi. Vẫn là núp, vẫn là đắt. Hình như Trung hồi nãy cũng có mặt đúng không em? Đúng rồi. Trung hồi nãy. Ủa? À, hồi nãy Jan ra nên đâm ra em ở lại. Vậy là cái round hồi nãy vẫn mất một bạn thôi chứ không phải là hai bạn đúng không? Rồi, ok. Vậy thì chúng ta sẽ chờ xem thử thách kế đến của chúng ta là gì đây. Để xem đấu loại ra trừ ra đi một bạn. Một bạn sẽ mất cái quyền thi đấu ở vòng kế tiếp. Human Cannonball. Ở trước mặt mỗi người là một cái khẩu đại bác và những... À, tôi thấy có một cái mục tiêu màu đỏ đằng kia. Và bảng đằng xa khi ghi 0/5 có nghĩa là bạn nào bắn được 5 mục tiêu sớm nhất thì lại là người chiến thắng. Đấy, đúng rồi. Còn bạn nào Human Bond thì tôi nghĩ là bạn nào không kết thúc được, không hoàn thành được cái bài thi ấy, đó thì sẽ thành đạn người và y chang luôn. Rõ ràng. Đúng như cái tên gọi của thử thách ngày hôm nay. Vậy thì để xem cái bài thi này là phải cẩn thận mấy em ạ. Vừa phải tốc độ mà vừa phải chính xác nữa. Tốc độ không là chưa đủ. Đấy, thấy không? Bắn nhanh mà không dính là cũng như không thôi. Đắc đã ghi được điểm đầu tiên rồi. Cái đến là núp. Núp Demon cũng đã ghi được điểm đầu tiên. Trùng cũng thấy được một điểm rồi. Rất nhanh tay. Có vẻ như đã quen tay rồi. Một điểm. Mỗi người đều đã một điểm núp. Không, Trung đã lên được 2 điểm. Mọi người đều một điểm, Trung đã vượt lên 2 điểm, 3 điểm. Rất nhanh vượt lên khỏi mọi người rồi. Rất chính xác và rất tốc độ. Trong khi mọi người bắn đều cho thì em đã lên được 4 điểm. 4 điểm rồi, quá nhanh. Gần như là người chiến thắng đây rồi. Chắc chắn là người chiến thắng đây rồi chăng. Một điểm nữa rồi kết thúc. Mục tiêu quá gần, sát mặt luôn. Xong rồi, chúng ta đã có được người chiến thắng. Còn ba bạn kia, ai là người đến cuối cùng đây? Núp đã đến được 4 mục tiêu. Đắc hiện giờ cho mình là 1 hay 2 mục tiêu, hình như là 1 mục tiêu thì phải. Hơi nhỏ, tôi nhìn được không rõ. Sau khi mà Đắc xung phong thì có lẽ đây là cái vòng kết thúc của Đắc sao? Để xem nào, chúng ta cần thời gian để xem coi là ai là đến người đến cuối cùng. 3/5, 2/5, 3/5. Cẩn thận từng con số. 3/5 đã hòe rồi. Vậy thì bây giờ ai là người ở lại, ai là người đi tiếp đây? Đắc có là người đi tiếp không hay là kia cha anh trai? Cái tên thật sự khó đọc kia. Ôi, một tỷ số sát sao, 4/5. Vậy là người robot của chúng ta phải từ giã cuộc thi ở đây. Tạm biệt kia cha anh trai với tên thật là Vân HB123, hẹn em vào một ngày thi đấu khác. Không để mọi người chờ lâu, không có chương trình quảng cáo dài dòng, chúng ta đến với thử thách kế tiếp ngay đây. Xem ai là người thắng cuộc. Thoát khỏi kim tự tháp. Rồi, chắc chắn đây là một cái obby. Obby thì một số bạn trong đây đó là cái thế mạnh rồi. Nên đâm ra là có thể là một cuộc đua gây cấn chăng. Không cần giải thích nhiều về luật lệ. Chuông reo là bắn thôi mấy đứa. Chuông reo là cứ bắn rồi. Bắn luôn, lên luôn. Nhanh lên. Rụng đó, có 7 đó, có rụng đó. Rồi, một bạn out khỏi cuộc chơi. Khi mà té là coi như là xuống cuối đoàn. Hiện giờ coi dẫn đầu là ai đây? Ui chết liên tục. Qua cái 7 tên này rất khó. Nhất là nếu mà bạn nào đang lắc.
chú ý hai bên mấy đứa ơi, nó có nhịp, nó có nhịp, đi từ từ thôi. Bạn nào đi trước rồi, bạn nào đi trước rồi? IC đi sau, bạn nào đi trước? S-bomb đi trước. Rồi em ơi, không lẽ em là vô địch lần này sao? Hạt giống đến đầu tiên, S-bomb vẫn đến trước. Kết thúc cuộc đấu. Xem ra kinh nghiệm 10 lần chiến thắng của S-bomb không phải là chuyện đùa. Đây là một gương mặt thường xuyên xuất hiện ở vị trí đầu tiên trong các cuộc đua diễn ra từ đầu trận đến giờ. Lại tiếp tục là một con người quen thuộc chọn 4 con người khác. Thế là ai đây? Núp nữa sao em? Mặt em xanh lè kìa. Giờ áo quần của em cũng xanh nhưng mà mặt em cũng xanh lè kìa. Tiếp tục 4 bạn. Trời ơi, quá quen thuộc rồi. Bây giờ nó áp đảo quá. 3-4 round nó đến đầu tiên hết. Có khi nào đây là quán quân vô địch của chúng ta chăng? Còn cái nịt. Xong, 1, đắt. Em lần này em không cần xung phong đâu, vẫn chọn em. Trung, tiếp tục hai con người quen thuộc. Kế đến, Thanh Nhàn, một nhân tố mới. Và núp, lại quen quá. Dần dần sẽ vắng bóng bớt thôi, không né được đâu. Go, 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 let's go. Thử thách kế đến là bệ phóng hỏa tiễn. Ô, game này thì giờ làm gì đây? Nó xuất hiện một cái hỏa tiễn và 4 ô trắng ở trước mặt 4 thí sinh. Để sống thì bạn cần tạo nên cái hỏa tiễn này trùng khớp với lại cái hỏa tiễn trước mặt. À, bạn có thể tìm được những cái phần của hỏa tiễn nó trên cái băng truyền này. Vậy là phải được 3 phần mà phải cùng màu nữa cơ. Chết rồi. Không dễ dàng đâu, cái này là ai danh tay lụm được và còn vấn đề về hên xui nữa. Let's go. Chạy tới em ơi. Giờ tới mấy cái băng truyền này lẹ nhanh tay, nhanh chân lên, nhanh mắt nữa. Thấy phần nào nhớ được cái phần mà, phần nào màu nào của hỏa tiễn là cứ thế mà xài. Chân xanh, rồi đúng rồi, chân xanh, có vẻ đi hơi nặng. Đi hơi chậm chạp chút, nhưng mà dù sao vẫn khởi đầu. Khởi đầu trễ nhưng mà về trước, đặt rất hên, rất may mắn. Cái mũ màu xanh là hơi sai nha, mũ đỏ đúng nè. Không biết là nó khác màu thì có nên chấp nhận được không ta? Mũ đỏ, ok, mũ đỏ, đúng rồi. Chân xanh, mũ đỏ. Còn thêm một cái bệ ở dưới, vậy là 3 phần. Còn một cái bệ ở dưới nữa em ơi. À, chân đen là không được. Nó khác màu là nó không hiện lên. Khác màu là không hiện lên, phải đúng màu nó mới hiện lên. Vậy thôi đứng đi canh luôn. À, có cái chân rồi. Đặt đến đầu tiên, xuất phát trễ nhất nhưng lại là người đến đầu tiên. Kết thúc vấn đề. Phải đúng màu, còn nếu mà khác màu là nó sẽ mất ngay. Đứng chờ thôi, núp vẫn đứng chờ. Núp hình như là được 2 mảnh rồi phải. 2 mảnh rồi, núp có 2 mảnh, bây giờ chỉ cần chờ cái thân nữa thôi. Đúng không? Cái phần đó là cái thân của núp không? Hình như là đúng rồi đó, thân xanh là coi như là xong rồi đấy, 2 người đấy. Rồi xong. Thanh Nhàn out game. Em không phải là do vấn đề hay nhanh tay nhanh chân gì đâu, nhưng mà em xui. Khi cái băng truyền này kéo ra không có cái màu em cần. Cái thân màu xanh không cần, à, không có. Thôi, cái này là do xui rồi em ơi. Đừng trách chương trình. Hẹn em may mắn lần sau. Bye bye em. Xem chết. Mấy nhân tố này sống dài thật sự. Chuyển qua bao biết bao nhiêu lòng vòng đấu loại rồi mà vẫn sống. Snowball. Snowball này là mang tính hên xui mấy đứa à. Thả xuống ai nhiều điểm nhất là thắng, nó mang tính hên xui ping pong. Năm ra là thôi cầu nguyện đi, cái này dòng này không thể nào mà S-bomb nó thắng được đâu. Thả hên xui đi mấy đứa, vẫn may đấy. Bây giờ bà đầu này là ai? Lucy thả được 1 điểm. 1 điểm là không bền đâu em. 1 điểm là con số không bền đâu em. Trung. Cái đến là Trung ném. Ném hình xui nhiều khi là đánh biên mà lại vô giữa đó em. Còn nhiều khi vô giữa mà đánh ra biên đó em. Bị lăn về số 15, con số cao nhất. Rồi vô địch thiên hạ rồi em ơi. Yên tâm đi, ngồi trên ghế đó đi. Không ai đụng được cái ghế của em đâu.
vô địch thiên hạ rồi. Ở đây cái bảng này là 15 là cao nhất rồi. Quá áp lực cho những người còn lại. Núp được 5 điểm. Nhưng mà 1 điểm của Lucy bây giờ là một cái con số mà chắc chắn em sẽ lên cái bàn mổ rồi đó. Bốn điểm. Thôi nấp 15 điểm. Nghĩ thì em bây giờ em có thời gian em nghĩ coi là tí nữa mình chọn ai đó. Nha. Không phải nấp mà ai. Trung. Đúng rồi, Trung. Xin lỗi tôi nhớ nhầm. 15 điểm của em là vô địch thiên hạ rồi. Này ao luôn, không vô con số nào luôn. À vẫn 1 điểm. Vẫn có tính nhân đạo. 1 điểm. 1 điểm cho em Kawi. Chúc mừng em. À không, 1 điểm cho S-Bomb. Xin lỗi tôi nhầm. Còn bây giờ là Kawi thử vận may của chính mình. Ui, bóng đen có xu hướng ra biên. Ra biên là con số 1. 1 điểm thật. Tôi đọc sai tên nhưng mà lại 1 điểm thật. Tôi đọc sai tên mà chúc mừng em 1 điểm, thế là 1 điểm thật. Mồm quá, tại mồm quá, tại mồm quá. 5 điểm, vẫn không có ai đến được con số may mắn 15 điểm. 15 điểm là quá khó đối với mọi người. Tới AC1. Tính toán cỡ nào cũng về con số 1. Chúc mừng em, đi ra ghế ngồi đi hả? Này là nhân phẩm, một cuộc đua về nhân phẩm. Tổng kết điểm lại, Trung 15 điểm. Đa số khác đều là 1-1. Chúng ta có nhiều số 1, 1, 2, 3, 4. 4 số 1, 2 số 5 và 1 số 4. Đẹp trai tự tin luôn thắng đúng không? 4 điểm. Nó Trung thả cái thả nhẹ 15 điểm. Không còn ai dám cự nữa. Kết quả chung cuộc. Suy nghĩ đi em, nãy giờ em có thời gian suy nghĩ rất nhiều. Và những cái tên em có thể nghĩ ra trong đầu đó. Chọn đi. Ai em thấy nguy hiểm nhất, hãy chọn ra. Ai có thể làm ảnh hưởng đến cái ngôi vô địch của em nếu có thể. Vote để loại ra liền. Bây giờ hiện giờ trong 60 giây em chỉ được chọn 3 người nữa thôi. Không được 4 người nữa, 3 người. Chọn đi, gây áp lực đi, gây áp lực đi. Cho dù kỹ năng có nhưng mà đôi khi là nhà mạng không cho phép đâu. Hên xui lắm, lỡ đâu giờ nó đang thi đấu tốt, nó lắc một cái là bắt đầu thi lại từ đầu đó. Bình tĩnh, chọn ra một người nào đó. Nhanh nào, 30 giây, 29 giây, nhanh, hết thời gian là không được đâu. Em không muốn chọn đâu, chọn đi, nhanh tay lên. Tàn nhẫn một lúc, một chút đêm, đôi khi chúng ta cần tàn nhẫn. Random, not random, nhanh lên, 15 giây, không được là không biết là kết quả như thế nào đâu. Đôi khi làm sau 15 giây nó nhảy random thật á. Random luôn phải không? Ok, rồi, chấp nhận cho random. Em hình như là em đã bỏ lỡ một cái cơ hội rất là thắng thua trong cái trận đấu này đấy. Vậy thì ai được chọn? Thoát tim chờ, ai được chọn? Hiện ra thấy mình trên sàn đấu là coi như là chuẩn bị tinh thần đi. Ô, không phải là random mà là chính bạn đó bị loại. Rồi thôi, chết rồi, một cơ hội em đưa ra là quá sai lầm rồi. Không chọn và mình tự ao ra cuộc đua. Cuộc đua 2000 này không còn tên em nữa. Hy vọng em không hối hận về cái sự lựa chọn của chính mình. Thằng nào đồn nãy random vậy? Làm nó random, bạn tưởng random thiệt cái rồi không chọn đứa nào âm mưu nói câu đó vậy. Thằng S-Bomb phải không? Bây giờ phải tranh thủ lấy những trái banh, lấy nhiều càng nhiều điểm hơn. Có mỗi banh là mỗi màu là mỗi điểm nha, cẩn thận nha.
Có những màu rất nhiều điểm, có những màu chỉ có một điểm thôi. Cẩn thận, cẩn thận. Hiện giờ là mỗi người chiếm một khoảng sân. Màu đỏ chỉ có một điểm, đừng lấy màu đỏ nữa. Lấy những màu khác đi em. Màu xanh như 5 điểm phải không? Còn 20 giây, mỗi người một góc cũng được nữa. Cố gắng lên, chiếm những cái khu nào mình thấy là bóng hiện nhiều lên nhưng mà không ai giành. Đó, mỗi người một khu được mà, chiếm điểm lên, đừng để té nữa nha, nhảy cẩn thận. 5, 4, 3, 2, 1, kết thúc. Người cao điểm nhất sẽ là người được chọn. S-Bomb 63 điểm, có vẻ bạn quá rành với lại những cái màu sắc và điểm trong cái cuộc đua này. Xem ra thành tích thắng 10 lần. 10 lần chiến thắng ở đây không phải là chuyện đùa. Chứ không phải là bạ đâu lấy đó. Không phải chuyện đùa đâu, đúng rồi. 10 lần thắng, chết rồi, cuộc đua này quá dễ dàng rồi. Tôi đang mệt. À thế à, mệt thì cũng đi. Nói tiếng đi là phải đi chứ chọn thì không có sự lựa chọn nào là kêu được ở lại đâu, đã chọn là đi thôi. Ba bạn, nhanh nào. Quyết định rất nhanh, nếu không mình sẽ là người ra rìa giống như bạn Trung hồi nãy. Lại là núp, lại là đắt. Hai gương mặt này quyết tâm phải bị loại bỏ. Một trong những lựa chọn kiên quyết của S-Bomb. Vòng nào chọn cũng có hai gương mặt này thì phải. Ai nữa, ai nữa? Lucy. Lucy, Icy, Kiwi với lại Karen. Bốn bạn nữ, em chọn ai? Chọn cái con đang đang lắc nhảy không chạm đất được. Chọn đúng người rồi, nghi quá. Tí nữa cái vòng này, tí nó lắc cái nào nằm đóng nó nghi quá. Lazy à, em lắc như thế em sống nổi không Lazy ơi? Cuộc chơi nào sẽ cũng có sẽ kết thúc thôi. Trước sau gì cũng phải ao ra loại ra hết. Chỉ để một người thắng, không trốn tránh được đâu. Zelbert. Lồng chim hình như là trong đó sẽ có một đống những cái chìa khóa. Và mình chọn cái chìa khóa nào mình thoát ra thì phải. Đúng rồi, mình phải tự giải thoát cho mình. Và chạy đến cái khu vực màu xanh lá cây ngoài đây. Hình như trong đó sẽ có một đống cái chìa khóa đó. Bạn nào không thoát được thì cứ nhảy trên lồng đẩy xuống. Và đây là một cú nhảy nhớ đời. Nhảy một lần thôi, không cần nhảy lần hai. Làm mẫu chỉ được một lần duy nhất. Trong đây có bao nhiêu chìa khóa đây con cây? Con lazy nó vẫn còn bay. Chết rồi, vẫn còn bay. Out game. Xong. Out game luôn, không cần thi đấu. Một cuộc đấu rất nhẹ nhàng về phần tinh thần. Không cần thi đấu gì hết, không cần hiện ra chìa khóa, không cần lựa gì hết. Có đứa bay từ đầu chí cuối, thế là nó bay luôn. Có thể rằng những cái cuộc đua lần sau cũng dễ dãi như thế này sao? Kiếm 2.000 Robux quá dễ. Đào vàng. Chỉ cần thấy vàng đầu tiên là thắng. Đào liên tục đi, cầm sẻng lên, cầm hai tay hai chân đào đi. Bới xuống đào, bò xuống đào. Đào miễn sao là thấy được vàng là thắng. Tôi nghĩ S-Bomb sẽ có cái những cái hành động gọi là dẫn đầu trong cái round này nữa quá. Xem rằng kinh nghiệm của bạn đó thắng 10 lần thì sẽ giúp cho bạn đó vượt qua được cái vòng đấu này không. Vẫn chưa thấy ai có vàng, vẫn chưa thấy ai có vàng. Đào đến tận cuối luôn cũng chưa thấy ai có vàng. Vẫn đào tích cực, các thí sinh vẫn đào rất tích cực. Icy công đích mà đào. Không thấy gì hết, vẫn chưa thấy gì hết. Bên đây sao? S-Bomb cũng đào, đào đến tận đáy luôn, chưa thấy hết. Còn 1 phút 15 giây, vẫn thông thả. Nhưng đắt đẹp trai, em đã quá may mắn, em đã đào được vàng đầu tiên. Và coi như là người chơi quyền lực.
Bây giờ thì chọn đi. Nãy giờ em bị hành hạ bởi ai thì em có thể chọn đi. Quá may mắn, cuộc đua này quá may mắn, không cần phải là kỹ năng đâu, đây là sự may mắn. Cũng giống như là trò thả bom, thả bóng tuyết hồi nãy vậy. Thả một phát 15 điểm vô địch ra kia ngồi. Không được, đừng vote là sao, nãy giờ em vote người ta mà. Em có 60 giây đắt đẹp trai ạ. Để mà chọn ra 3 bạn để em có thể loại trừ ra. Tiêu diệt. Hình như núp Demon trận nào cũng có lên sàn hết. Trận nào cũng có lên minigame hết. Rất mệt mỏi. S-Bomb biết bao nhiêu trận. Biết bao nhiêu trận đi chọn người ta, bây giờ bị chọn lại. Karen, IC. S-Bomb, Karen, IC. Hai bạn nữ, một bạn nam. Rồi ba bạn sẵn sàng lên cho cái hình phạt của mình. Hoặc là một cái vé đi tiếp. Hoặc là ao khỏi cái trận đấu này. Hẹn may mắn lần sau. Drop Zone. Drop Zone này là gì đây? À, em phải tìm được cái lối để mà đi xuống cái tòa nhà này và tiến đến khu vực màu xanh. Những cái cổng kính nó sẽ mở ra và em phải nhanh tay nhanh chân em nhảy xuống dưới. Càng nhanh càng tốt. Ở đây không phải là một cái trận đấu để mình đứng ở trên nó lâu đâu, mà phải làm thiệt là nhanh. Làm sao để mà xuống được mặt đất cơ. Rồi, xem thử nào. Đó, cửa đầu tiên. Ba bạn vẫn đều IC xuống rồi, IC xuống đầu tiên. Không, cửa đã đóng lại. Tiếp tục, rồi kịp. May quá. Hai bạn nữ xuống, S-Bomb. Em có kịp không? Hay là dòng này là em lại là người thiếu may mắn? Không, rồi. Đến một màu xanh, đến nơi màu xanh, đến nơi màu xanh. Nhanh lên. S-Bomb rất tự tin trong những dòng trước, nay đã thất bại. Chỉ một lần duy nhất thôi em đã loại rồi. Hạt giống đã nghĩ rằng là có thể là thành quán quân ngày hôm nay, nhưng không, một lần duy nhất bị chọn và out ra luôn khỏi cuộc chơi. Đã quá đen, không ngờ đến, một kết quả không ngờ đến. 2000 Robux đã bay màu. Round này phải chọn số thứ tự từ 1 đến 15 trên một cái sân băng. Một trò chơi tốc độ và phản xạ. Hãy cẩn thận đi thật nhanh nhưng mà đừng để bị sót số. Nếu mà sót số thì sẽ không được tính cho những cái cột đằng sau đâu. Cẩn thận. Rồi, tùy thuộc vào các em. Nhanh lên, tìm đúng con số và đi theo thứ tự từ 1, 2, 3, 4. Nhanh tay lẹ mắt lên. Tới số 2 rồi. Đoàn đi đến số 2 rồi. Tiếp tục là IC, đến được số 3. Trò này có vẻ không làm khó IC, nhưng mà núp Demon điều khiển được tốc độ và đã nhanh hơn IC một chút. Núp vẫn giữ tốc độ rất ổn định và giữ cho mình vị trí đầu đoàn. Không, sao thấy nguy hiểm quá. Nhớ nha, đi qua cửa nha, cẩn thận nha. 6, 7, 9. Con số 8 nằm đâu? Số 8 qua chưa? Rồi, số 8 qua rồi, đến về số 9 lại. IC lặng lẽ đi qua con số 10. IC đang dẫn đầu chăng? Chúng ta qua đây theo dõi IC. Đến thẳng con số 12. Và round này đến dừng lại ở con số 15 đó. Số 13 rồi. Thì ra chỉ cần chạm vào bảng thôi, không cần phải đi qua giữa hai cái bảng. 15 ở đâu? Đến được số 15 rồi. IC kết thúc đầu tiên. Và sẽ là người chọn nomination cho round sau. Vẫn chưa còn số 16 à. Đúng rồi, còn số 16. Đắc đến đầu tiên, không ngờ đến thế là đắc thắng rồi. Ủa? Chưa hoàn thành, vậy là đắc đã thấy con số 16. Đắc thấy con số 16 nhưng mà tôi không thấy con số 16 và tôi chỉ thấy con số 15 xuống với 7 IC rồi. Đắc ơi, sao em nói em mệt mà em còn xuất sắc vậy đắc? IC do nghe bình luận viên số 7 cứ nghĩ đến con số 15 là hết, nhưng mà thật ra còn con số 16. Lỗi tại thằng bình luận viên.
Em có 60 giây chọn ra hai người. Tốt nhất là em nên chọn cái người mà đang nói tại anh Bảo đó. Tại vì nó đến con số 15 rồi, em đến con số 16 đó. Cẩn thận đi. Có thể đó là một cái nguyên tố nguy hiểm cho em trong những cái round cuối đó. Chọn đi, chọn đi. Goodbye. Xác định rồi, xem ra Đắc đã có sự chọn lựa. Nip và Icy, hai đối thủ có vẻ như là nguy hiểm nhất đối với Đắc. It's Mark the Spot. Game này chúng ta phải làm gì đây? Để sống thì bạn phải nhớ được cái dấu X nó nằm đâu. Và đến cái khu vực đó càng gần càng tốt. Cái trò chơi này có 3 vòng đấu. Người thua thì phải đứng trên cái tấm ván gỗ và nhảy xuống. Rồi cẩn thận, đây là một game luyện trí nhớ nha. Xem đúng vị trí nằm đâu. Nhớ nha, đi sai là không được đâu, đến càng gần càng tốt. Rồi. Dấu X đã biến mất. Hoài xì nó cũng biến mất luôn. Trời ơi. Núp đến được vị trí đầu tiên. Quên rồi, IC quên vị trí nằm đâu rồi, chết rồi, IC quên vị trí nằm đâu rồi. Chứng hay quên phát tán rất đúng lúc. Em có thể hay quên bất cứ mọi lúc nhưng mà lúc này em không quên được. Quên về là chết rồi, round đầu tiên. Núp thắng. Em không được đi quá xa đâu, em phải đứng ngay vị trí đó. May là dòng này em thắng đó, em phải đứng đúng cái vị trí dấu X đó, em không được di chuyển chứ không phải là em touch nó, em chạm nó rồi em chạy đi. Em phải nhớ đúng vị trí đó, em đứng lên đó càng gần càng tốt. Ai đứng gần hơn người đó sẽ thắng. Rồi hãy định hình thôi, định hình xem nó đang ở đâu. Cẩn thận nha. 7 6 5. Còn 5 giây suy nghĩ, 5 giây suy nghĩ thôi. 3 2 1. Rồi để xem coi ai đứng gần dấu X hơn. Núp đứng gần dấu X hơn. Em thắng 2 round rồi. Có lẽ chúng ta không cần round thứ 3 đâu. Nhưng vẫn cần. Round thứ 3 vẫn diễn ra. Ai đạt được đến round 3 đầu tiên mới là người thắng. Nên cố lên. Dấu X hồi nãy nằm đâu rồi? Rồi IC lú, đã lú luôn, lú hẳn luôn. Nếu chúng ta đứng chính xác vào dấu X chắc chắn là thắng luôn vòng này. IC gỡ được không? Còn 10 giây, gỡ được hay không? Phải chú ý chứ, khi mà ra đề là phải chú ý liền. Mà tại sao mất con nhân vật rồi còn bỏ tóc không vậy? À đây, hiện ra rồi. Có coi nhưng không nhớ. Núp lại thắng. Chỉ chệt một bước chân thôi. Chệt một bước chân thôi. Chứng hay quên của IC thể hiện được rất đúng lúc. Đó coi như là một cái ưu điểm của em đó. Hay quên. Đó là hay quên. Bà rào. Thôi nhảy xuống đi. Còn chần chờ điều chi nữa. Game này khó nha. Oppy trên cây. Oppy trên cây là một cái Oppy khó nhảy chứ không phải là dễ nhảy đâu. Ai hoàn thành trước thì sẽ được chọn hai bạn kế tiếp để loại ra. Đúng, cái cầu này sẽ rung. Nên cái round này không phải là dễ đâu. Xuất phát đầu tiên chưa hẳn là người đến đích đầu tiên. Nên hãy đi cẩn thận. Không cần vội. Tại vì những cái round đằng sau rất là khó. Nhảy lên nó không phải là đi thẳng thẳng gì đâu. Mà nhảy lên nó sẽ rung. Đắc vẫn đi đầu. Lucy sai rồi. Lucy đáp chân sai rồi. Karen đi đầu. Đắc rớt rồi. Đắc rớt rồi. Hiện giờ là Karen. Không, không, không. Theo rồi. Cuộc đua đếm lại từ đầu. Trao đổi vị trí ngay lập tức. Núp dẫn đầu cuộc đua. Bây giờ anh cần em cẩn thận, thật cẩn thận. Những cái tấm ván gỗ đằng trước xoay liên tục như vậy không phải là chuyện dễ đi. Ngoài chuyện kỹ năng ra, chúng ta cần có sự may mắn nữa. Lucy đi rất nhanh, đi đi rất nhanh và té cũng rất nhanh.
Cẩn thận, Karen lại đi lần hai, lại đến đích đầu tiên chăng? Karen đến đích đầu tiên. Không ngờ đến sau khi té một đoạn gần đến đích rồi lại có thể lội ngược dòng và đến đích đầu tiên như vậy. Rồi em chọn ai? Em có cái tên nào trong đầu chưa? Không ngờ trình độ Oppy của một cô gái là như thế này. Đi hai vòng. Với trình độ Oppy này thì Karen khẳng định là một nhân tố rất là nguy hiểm trong cái giải đấu này, nhưng mà từ đầu giải đến giờ lại không cho ai chú ý đến. Hiện giờ trên sàn đấu chúng ta còn 4 người và em có quyền chọn 2 người. Vậy thì 2 người mà em đang suy nghĩ đến là ai? Hai cái tên trong đầu em là ai? Chọn người đẹp trai nhất và người đẹp gái nhất. Rồi, lên đường luôn. Chúng ta đều có những cái lựa chọn cho mình và thấy những cái yếu tố nguy hiểm. À, sự lựa chọn này không phải là từ e ngại bất cứ đối thủ nào trong đây mà là do tư thù cá nhân các bạn ạ. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, đầu dáng gây thù thì cuối dáng trả thù. Thử thách kế đến mà chương trình đem đến cho chúng ta đó là thử thách câu cá. Wow, một cái tên rất là khó hiểu, thì cái trò chơi này chơi như thế nào đây? Theo sân đấu mà tôi thấy hiện tại thì nó không có liên quan gì đến câu cá hết. Nó có một cây cầu. Để sống thì bạn phải băng qua cái cầu mà đã bị gãy như thế này và đến được cái khu vực màu xanh. Rồi câu cá nó liên quan gì ta? Tôi vẫn chưa thấy cái gì liên quan đến cái tên câu cá ở đây các bạn ạ. À, đây. Hình phạt câu cá. Tôi không hiểu cái thử thách này có liên quan đến câu cá, nhưng mà rõ ràng là cái hình phạt nó có liên quan đến câu cá. Thì là gượng ép mà. Lucy dẫn đầu. Nhưng mà cẩn thận rồi. Không. Quýu rồi. Không, trời ơi, cứ nghĩ Đắc đã đến nhưng mà không, ngay gần đích thì Đắc lại té. Bình tĩnh lại, Lucy đi nửa đường rồi. Đắc mới đi 1/3 đường. Một sai sót hay là một chút chậm nhịp thôi mấy em có thể. Rồi, có thể là chưa luôn. Trời ơi, tôi cứ nghĩ là kết quả đã rõ ràng rồi nhưng mà chưa luôn. Té liên tục, hai em té liên tục và tiếp tục ở vạch xuất phát. Rồi, Lucy bình tĩnh em à. Đắc té rồi. Bây giờ em chỉ cần bình tĩnh, tự tin mà đi thôi. Đẹp trai nhưng mà cũng phải tự tin nếu mà Đắc đuổi kịp. Đừng vội vã quá. Té rồi, thôi xong. Bây giờ em cẩn thận thôi, cẩn thận là thắng. Lucy đã có được cho mình cái vé đi tiếp. Đắc ngậm ngùi ở lại, đẹp trai nhưng mà thôi cũng phải ở lại tút tát vẻ đẹp của mình. Quá là sai lầm, quá vội vã trong những pha có thể là có rất nhiều cái cơ hội để em đi tiếp. Nhưng không, đến vạch đích em lại té. Trận đấu đã diễn ra gần 1 tiếng đồng hồ. Elimination Tower. Đây là round cuối phải không? Chào mừng bạn đến thử thách cuối cùng. Tôi sẽ giới thiệu cho cái cách hoạt động như thế nào. Đầu tiên phải nhảy qua những cái tấm lava. À, nhảy qua đừng nhảy vô nha. Nhảy vô thì thôi ôm luôn cái đó luôn đó. Kế đến là cột xoay với rất nhiều chướng ngại vật khó qua trên đó. Khi đi qua đây phải rất là cẩn thận để tránh bị ngã xuống. Và cuối cùng chính là thử thách cột đôi. Cột rất cao và có bệ nhảy ở hai bên. Để vượt qua thử thách này thì phải nhanh tay nhảy xéo qua hai bên tường, một kỹ thuật rất khó, và để tiến lên vị trí cao nhất trên tòa tháp. Một thử thách không hề dễ dàng, và người chiến thắng đến đầu tiên sẽ là người chiến thắng và lấy được 2.000 Robux của nhà tài trợ trumrot.com. Chúc các bạn may mắn. Rồi, chúng ta theo dõi cuộc đua. Núp có một cái khởi đầu rất là thuận lợi nhưng không, đã quá nhanh tay rồi. Cẩn thận em ơi, Karen đi trước rồi. Karen qua được cửa thứ hai. Thử thách thứ hai không gây khó dễ cho Karen được. Quá dễ dàng và cách xa hai thí sinh đằng sau vẫn còn đang bơi lội với lại thử thách thứ hai, thì Karen đã đến được thử thách thứ ba và đi rất nhanh, trái phải liên tục.
bỏ rất xa rồi, không có một chút gì khó khăn. Không, có một chút đấy, nhưng mà không ảnh hưởng gì cả. Đến đích rồi. Đây có thể là một cái chiến thắng quá dễ dàng, không cần bàn cãi nữa. Đi thẳng đến đích, không có một sai sót nào. Mặc dù là có một chút trượt té ở trên tháp trái phải, nhưng mà vẫn giữ được thành tích và đi tiếp, không té xuống. Một chiến thắng quá thuyết phục. Vậy bây giờ chúng ta đã có được người chiến thắng của ngày thi đấu ngày hôm nay, là ngày thi đấu đầu tiên. Karen, một bạn nữ, kỹ năng chơi game thì siêu đỉnh. Chúc mừng em, chúc mừng em. Hiện giờ thì em đã sở hữu trong tay giải nhất và 2.000 Robux. Lập ngay cho anh một cái tài khoản bên website trumrobux.com. Nếu em đã có sẵn thì chỉ cần báo với anh cái tài khoản thôi. Còn nếu em chưa có tài khoản thì lập một tài khoản và join tất cả các group, để anh có thể là liên hệ với shop và chuyển cho em phần thưởng. Rồi, cảm ơn các bạn hôm nay đã đến với cái giải đấu ngày hôm nay. Diễn ra thì nó có một số những cái sự cố do đường truyền mạng, có một số bạn bị lắc và một số bạn không hiểu luật chơi khi không chọn và tự loại mình ra khỏi cuộc đấu, rất là đáng tiếc. Nhưng mà cuộc thi đấu hôm nay vẫn diễn ra rất tốt đẹp và diễn ra vẫn trong sự tiếc nuối của 10 bạn còn lại. Hơi cay, một bên thì hơi cay, một bên thì hơi buồn. Và đây là lúc mọi người mong chờ nhất, đó là tài khoản của bạn Karen. Trước và sau khi được shop chuyển tiền, việc chuyển tiền này được diễn ra trong ngày và khoảng buổi chiều ngày hôm đó sau khi thi đấu. Như các bạn thấy ở đây, từ tài khoản 0 đồng đã trở thành 364 đồng, tương ứng với lại 2.000 Robux trong thời điểm hiện tại, với giá bán là 10.055 Robux. Ngay cả cái bên like chuyển tiền shop cũng đã gửi cho chúng ta. Rất cảm ơn shop đã tài trợ cái giải đấu ngày hôm nay. Nếu các bạn thích giải đấu này, hãy ủng hộ bằng cách like, share, comment, cũng như hãy ghé đến ủng hộ shop trumrobux.com để thêm nhiều người theo dõi và hứa hẹn thêm những giải đấu hấp dẫn trong tương lai.